Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kết nối thị trường được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, miền Bắc đang vào đợt thu hoạch cuối rau củ vụ đông xuân 2022-2023. Nhiều doanh nghiệp cho biết là đang tích cực thu mua và xuất khẩu các loại rau như là củ cà rốt, bắp cải, hành tây và ớt sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Dubai hay là các nước Trung Đông. Trong số các mặt hàng rau củ vụ đông thì cà rốt đang vào thời kỳ thu hoạch chính vụ. Tín hiệu xuất khẩu năm nay rất khả quan và có nhiều khởi sắc. Sau dịch COVID-19, các hoạt động giao thương cả trong và ngoài nước đã được kết nối trở lại. Doanh nghiệp xuất khẩu cà rốt cho biết là họ đã ký được nhiều đơn hàng với các đối tác cũ và mới. Tại các vùng trồng cà rốt ở các tỉnh miền Bắc, bà con nông dân đang thu hoạch rất khẩn trương. Trong đó, thủ phủ cà rốt của tỉnh Hải Dương, không khí thu hoạch rộn ràng nhất. Và để cùng tìm hiểu và phân tích rõ hơn về tình hình sản xuất và xuất khẩu cà rốt vụ đông xuân năm 2022-2023, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kết nối thị trường ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cà rốt là một loại cây rau vụ đông thế mạnh ở miền Bắc và được trồng tập trung ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng như là Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên và Thái Bình. Trong đó, Hải Dương là tỉnh có diện tích trồng cà rốt tập trung và lớn nhất với khoảng 1.500 ha, sản lượng 800.000 tấn. Một số tỉnh như là Bắc Ninh, Thái Bình, diện tích canh tác cà rốt chỉ dao động hơn 1.000 ha mỗi năm. Đầu ra của cà rốt ở nước ta chủ yếu xuất khẩu, các thị trường nhập khẩu chính là Hàn Quốc, tiếp đến là các quốc gia Trung Đông, Malaysia. Vụ cà rốt đông xuân năm nay, người trồng cà rốt và các doanh nghiệp đón nhận một thông tin vui vì thị trường Hàn Quốc đã cho phép nhập khẩu cà rốt trở lại sau một thời gian ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu. Tháng 10 năm 2022, người trồng cà rốt và các doanh nghiệp rất lo lắng khi Hàn Quốc ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm cây lấy củ, thân củ do phát hiện một loại tuyến trùng có trong mặt hàng được phép xuất khẩu vào quốc gia này. Phía Hàn Quốc cũng đã có cảnh báo và giới hạn nhập khẩu cà rốt với Việt Nam. Tuy nhiên, với sự kiểm soát chặt chẽ, các loài tuyến trùng có khả năng gây hại trên cà rốt tại các vùng trồng. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đàm phán với phía Hàn Quốc, từ ngày 21 tháng 12 năm 2022, nước bạn đã chính thức gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu với một số nông sản của Việt Nam, trong đó có cà rốt. Lệnh cấm được gỡ bỏ ngay đầu vụ thu hoạch là tín hiệu vui với các vùng trồng cà rốt, đặc biệt là các vùng trồng tập trung của tỉnh Hải Dương. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường xuất khẩu cà rốt chính của Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng. Vụ đông xuân năm 2021, sản lượng cà rốt xuất khẩu sang Hàn Quốc khoảng 100.000 tấn, trong đó chủ yếu là cà rốt của tỉnh Hải Dương. Đối với thị trường này, việc kiểm soát dịch hại, nhất là tuyến trùng, đặc biệt quan trọng. Không chỉ tại Hàn Quốc, các quốc gia nhập khẩu luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2020, một công ty xuất khẩu cà rốt đi Nhật Bản đã bị trả về do dư lượng hexaconazole vượt ngưỡng cho phép. Thưa quý vị và các bạn, nông dân tỉnh Hải Dương đang bước vào chính vụ thu hoạch cà rốt đông xuân năm 2022-2023. Vụ cà rốt năm nay do ảnh hưởng của thời tiết lạnh kéo dài, cây cà rốt sinh trưởng chậm nên thu hoạch muộn hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, năng suất cà rốt không cao bằng những năm trước, nhưng bù lại là sau dịch COVID-19, tình hình xuất khẩu có nhiều khởi sắc nên nông dân rất phấn khởi. Sau đây là ghi nhận tại vựa cà rốt miền Bắc, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Vùng trồng cà rốt tập trung ở xã Đức Chính, rộng 360 ha. Bây giờ là thời điểm nông dân thu hoạch rộ. Mỗi ngày có hàng trăm lao động ở các tỉnh lân cận như Bắc Ninh đến đây thu hoạch cà rốt thuê cho chủ ruộng. Phần lớn nông dân trồng cà rốt sẽ bán gọn cả ruộng cho thương lái khi đến kỳ thu hoạch. Trên cánh đồng, các xe tải ra vào chở hàng rất nhộn nhịp. Theo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Chính, vụ cà rốt năm nay thời tiết không thuận lợi, cây cà rốt sinh trưởng chậm. Tuy nhiên, năng suất vẫn đạt trên 1 tấn một sào. Nhiều ruộng cho năng suất khá từ 1,8 đến 2 tấn một sào. Giá cà rốt cũng lên xuống theo từng thời điểm, tùy thuộc vào thị trường và nguồn nguyên liệu cung cấp. Nếu trước Tết, nông dân bán được từ 12 đến 13 triệu đồng một sào, thì bây giờ giảm xuống còn 8 đến 9 triệu đồng một sào. Tuy vậy, trừ chi phí, nông dân vẫn có lãi từ 4 đến 5 triệu đồng một sào. Hai năm trước về Covid thì cái việc tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài là khó khăn. Thế nhưng năm nay là được mở cửa hết Covid rồi thì chúng tôi ký kết xuất khẩu
sang Hàn Quốc, rồi là Nhật Bản, thế rồi Malaysia, rồi là Indo, thế rồi là sang Thái Lan, Lào, Campuchia. Nằm trên vùng đất được mệnh danh là thủ phủ cà rốt của tỉnh Hải Dương nói riêng và miền Bắc nói chung, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Chính đang phát huy vai trò dẫn dắt sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho hơn 100 hộ thành viên. Ngoài ra, Hợp tác xã còn thu mua, tiêu thụ cà rốt cũng như nông sản cho nông dân trong vùng. Ngay từ đầu vụ, Hợp tác xã đã tuyên truyền bà con gieo trồng đúng thời vụ, canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp để chất lượng củ cà rốt được đảm bảo. Bởi hiện nay, khoảng 80% sản lượng cà rốt ở xã Đức Chính phục vụ cho xuất khẩu và chỉ khoảng 20% được tiêu thụ tại thị trường nội địa. Chúng tôi hiện nay đang tổ chức sản xuất là 360 hectare là tại xã Đức Chính, còn đi mua thuê đất của Bắc Linh, Hưng Yên, rồi là Thái Bình. Thế, tất cả cái sản phẩm này đều mang về xã Đức Chính để sơ chế và để xuất khẩu. Thì hàng năm chúng tôi xuất khẩu được khoảng 2.000 tấn. Một tín hiệu vui cho người trồng cà rốt Đức Chính là năm nay thị trường Hàn Quốc mở cửa trở lại. Theo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Đức Chính, đã có 9 doanh nghiệp của Hàn Quốc đến khảo sát và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cà rốt vụ đông xuân năm 2022-2023. Thị trường Hàn Quốc ưa chuộng những củ cà rốt có kích cỡ to, khối lượng nặng từ 400 g đến 500 g và khoảng 80% cà rốt loại này sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc. Từng thị trường là có những thị trường là khó tính khác nhau. Mỗi thị trường có một cái quy định riêng thì chúng tôi xuất khẩu với ví dụ như cà rốt to mà L2, L3 thì chúng tôi xuất khẩu sang Hàn Quốc. L1, L2 thì xuất khẩu sang Nhật Bản. Nhật Bản là thị trường khó tính và ăn củ nhỏ thôi. Những củ cà rốt sau khi thu hoạch được đưa vào dây chuyền rửa tự động. Sau đó, công nhân phân loại củ theo kích thước và chất lượng rồi đóng gói. Cà rốt sẽ được vận chuyển đi ngay hoặc trữ trong kho lạnh đủ số lượng sẽ xuất kho. Từ đầu tháng 1 đến nay, Hợp tác xã đã nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu đi các thị trường như Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Dubai. Trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã xuất khẩu được 100 tấn. 10 ngày hết lại đây là không khí thấy là rõ nhiều này. Những cái cai đi mua cũng đã đi mua cho bà con và các xưởng đã thấy rửa nhiều. Và có những cái mối hợp đồng xuất khẩu đi như Hàn Quốc, thì Nhật Bản các cái này cũng đã về là xem mẫu và đã nhất trí hợp đồng để nhân dân thấy có tiến triển tốt. Xưởng sơ chế này là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ cơ sở sơ chế và bảo quản nông sản tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc thông qua Cộng đồng Phát triển Nông thôn Hàn Quốc KRC tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng và nâng cấp hệ thống nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền thiết bị sơ chế, phân loại rau củ và kho lạnh tại hợp tác xã, đảm bảo tạm trữ nông sản ở chất lượng cao nhất, đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Và những năm tiếp theo chúng tôi là vẫn hướng sang thị trường xuất khẩu, vì nếu không xuất khẩu được cái lượng cà rốt chúng tôi là một năm là 85.000 tấn riêng Đức Chính chúng tôi. Do vậy nếu như cái thị trường nội địa không thể nào tiêu thụ được hết. Trước đây khi chưa có xưởng sơ chế này, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đức Chính và bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tiêu thụ, bởi cà rốt sau khi thu hoạch phải bán ngay tại ruộng cho thương lái, hoặc cũng có lúc dội hàng, giá xuống thấp. Hơn một năm nay, kể từ khi xưởng sơ chế và bảo quản nông sản này được xây dựng và đi vào hoạt động, đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho hợp tác xã và bà con nông dân. Trong những cái năm vừa qua, Bộ Nông nghiệp cũng như đã phối hợp với các địa phương, đặc biệt ở đây Hải Dương, trong cái việc mà cải tiến các cái quy trình sản xuất cũng như là cái hạ tầng trong vấn đề bảo quản. Và đây là trên thực tế là cái dự án ODA của Hàn Quốc cũng đã hỗ trợ trong cái chuỗi lạnh, mà đặc biệt là đối với cà rốt cũng như rau quả của Hải Dương thì cũng đã có cái hệ thống kho lạnh với sự hỗ trợ của Hàn Quốc để mà thúc đẩy cái việc tăng cái năng lực trong vấn đề bảo quản cà rốt cũng như là hỗ trợ cho Việt Nam trong cái giai đoạn tiếp theo để mà làm sao chúng ta đảm bảo được cái chất lượng cà rốt cũng như là đáp ứng được các cái yêu cầu về xuất khẩu trong cái chuỗi lạnh. Tại Hải Dương, hầu hết các vùng trồng cà rốt đều được nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp.
đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, vào mùa thu hoạch, sản lượng quá lớn, việc sơ chế nhiều khi không đáp ứng đủ nhu cầu. Vì thế cũng có lúc nông dân phải chịu thiệt thòi khi không tranh thủ được cơ hội xuất khẩu. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, để xây dựng thương hiệu cà rốt cũng như là giữ chân được thị trường xuất khẩu, trong những năm vừa qua, ngành nông nghiệp rất chú trọng chỉ đạo các địa phương canh tác cà rốt theo tiêu chuẩn, kiểm soát tốt các đối tượng dịch bệnh gây hại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, triển khai các công tác xúc tiến kết nối tiêu thụ cà rốt, hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn, mời quý vị theo dõi phần trao đổi của phóng viên với bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương. Trước tiên xin trân trọng cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Hiện nay thì cái tình hình cũng như là không khí thu hoạch cà rốt ở dưới địa phương mình rất là náo nhiệt và theo như chúng tôi ghi nhận thì cái việc tiêu thụ cũng rất là thuận lợi. Vậy thì ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp của chúng ta đã có những cái công tác chỉ đạo sản xuất như thế nào để cà rốt có thể là đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu đưa ra? Cà rốt Hải Dương tiếp tục là xuất khẩu đi những cái thị trường truyền thống như thị trường Hàn Quốc, thị trường Nhật Bản, thị trường Trung Đông và thị trường Malaysia. Thế ra một số doanh nghiệp thì cũng bắt đầu tiếp cận với cả thị trường châu Âu. Cái khó khăn lớn nhất ở đầu vụ là năm nay thì lại một năm tiếp theo là phía Hàn Quốc có cái cảnh báo về cái đối tượng kiểm dịch thực vật là một cái loại côn trùng tiến trùng gây hại trên cà rốt. Thế và họ cũng có những cái cảnh báo cũng như là cái việc mà hạn chế cái nhập khẩu cà rốt từ Việt Nam. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo ngành bảo vệ thực vật kiểm soát rất là chặt chẽ các cái vùng trồng cũng như là đánh giá cái khả năng mà nhiễm bệnh của cái đối tượng tiến trùng này. Nhưng mà tuy nhiên thì ở tỉnh Hải Dương chúng tôi là chưa có xuất hiện cái đối tượng tiến trùng mà là cái đối tượng kiểm dịch thực vật của Hàn Quốc, và chúng tôi cũng đã có cái báo cáo đối với cả Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, và Bộ Nông nghiệp thì cũng đã hỗ trợ tỉnh Hải Dương đàm phán với phía Hàn Quốc, và ngay từ đầu tháng 1 thì Hàn Quốc lại tiếp tục mở cửa trở lại cho cái việc nhập khẩu cà rốt của tỉnh Hải Dương chúng tôi. Thế và như vậy thì các cái thị trường hiện nay là đang nhập khẩu của tỉnh Hải Dương rất là tốt. Ngoài cái việc là kiểm soát các cái đối tượng kiểm dịch thực vật theo yêu cầu của nước nhập khẩu thì chúng tôi cũng tăng cường cái việc cấp mã số vùng trồng cũng như là kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các cái đối tượng dịch hại khác theo các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Cho đến thời điểm này thì các cái tín hiệu đầu tiên mà những cái công hàng đầu tiên đã đến nước bạn thì phản ánh chất lượng của cà rốt của tỉnh Hải Dương rất là tốt và đều đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Theo như ghi nhận của chúng tôi thì có rất là nhiều doanh nghiệp cũng như là cơ sở sơ chế chế biến tham gia vào cái công đoạn là sơ chế chế biến cà rốt để xuất khẩu. Bà đánh giá như thế nào về cái sự tham gia này của các doanh nghiệp và các cơ sở? Nó góp một phần xúc tiến tiêu thụ như thế nào đối với củ cà rốt của tỉnh ta? Các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp thì cũng đang tích cực phối hợp với cả các cái địa phương để mà thu hoạch cà rốt rồi là phục vụ cho việc chế biến. Thì ở đây ngoài cái hoạt động mà như thông thường như mọi năm á, là cái việc mà thương lái họ mua ở các cái vùng trồng rồi đưa về sơ chế chế biến, thì năm nay tỉnh Hải Dương xuất hiện rất là nhiều những cái mô hình liên kết mới. Ở đây là cái liên kết giữa các cái doanh nghiệp xuất khẩu với hợp tác xã, tổ sản xuất và nông dân để tổ chức sản xuất phục vụ cho cái việc xuất khẩu, thì hiện nay cũng đã xuất hiện rất là nhiều. Và đặc biệt là có những doanh nghiệp hiện nay là gắn bó với tỉnh Hải Dương một cái lượng xuất rất lớn, ví dụ như công ty Amay hay là công ty Tân Hương ấy, rồi là một số cái doanh nghiệp khác nữa, thì hiện nay cái sản lượng xuất khẩu rất là lớn. Và cái việc này thì cũng đã thúc đẩy cái việc mà sản xuất cà rốt của tỉnh Hải Dương. Người nông dân tỉnh Hải Dương thì họ rất là năng động, sáng tạo. Ngoài cái diện tích đất mà có thể trồng cà rốt được ở tỉnh Hải Dương thì hiện nay ấy, người ta còn đi thuê đất rồi hợp tác đối với cả các cái địa phương lân cận, ví dụ như một số vùng của Thái Bình hay là Hải Phòng, thậm chí lên cả Vĩnh Phúc để người ta sản xuất cà rốt. Và ở những cái nơi đó thì chưa có các cái điểm để sơ chế chế biến thì họ đều phải thu mua rồi là đưa về Hải Dương để mà sơ chế chế biến đóng gói. Thế thì chúng tôi cũng phải quan tâm cả đến cái việc chất lượng cà rốt của cái vùng này, bởi vì cũng đều là những người nông dân của tỉnh Hải Dương đi sản xuất ở nước ngoài, thì chúng tôi cũng có cái chỉ đạo là hướng dẫn kỹ thuật cũng như là kiểm soát tốt cái dịch bệnh để làm sao ấy, chất lượng đã mang về Hải Dương sơ chế chế biến thì chất lượng đều phải rất là tốt như cà rốt sản xuất tại tỉnh Hải Dương để phục vụ cho việc xuất khẩu. Và với những cái mối liên kết mới này thì hiện nay cái thị trường tiêu thụ cà rốt cũng như là cái giá trị của cây cà rốt của tỉnh Hải Dương đang rất là cao. Rất cảm ơn những chia sẻ của bà với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Do là vùng tập trung nguyên liệu nên hầu hết các cơ sở và doanh nghiệp sơ chế cà rốt đều tập trung tại tỉnh Hải Dương. Theo thống kê, Hải Dương hiện có khoảng 20 doanh nghiệp và khoảng 50 tư thương thu gom cà rốt.
Cà rốt sau khi mà sơ chế, phân loại, đóng gói tiêu thụ ở nội địa và chủ yếu là xuất khẩu ở dạng tươi, một phần được sấy khô phục vụ cho công nghiệp chế biến và cấp đông. Theo ghi nhận, tất cả sản lượng cà rốt được thu mua vận chuyển về các công ty, cơ sở sơ chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương để sơ chế, bảo quản và chế biến tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung, miền Nam và các thành phố lớn. Sản lượng tiêu thụ nội địa chiếm khoảng 20%, còn lại 80% phục vụ xuất khẩu sang các nước Trung Đông và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan. Có một số doanh nghiệp lớn ký hợp đồng bao tiêu cà rốt cho bà con như công ty cổ phần Amay Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn New Greenway Việt Nam. Đại diện công ty cổ phần Amay Việt Nam cho biết, việc xuất khẩu cà rốt sang Hàn Quốc và các quốc gia vẫn đang thuận lợi, các đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp đang tăng khoảng 30%. Năm ngoái, doanh nghiệp này thu mua và xuất khẩu khoảng 5.000 tấn cà rốt. Công ty trách nhiệm hữu hạn New Greenway Việt Nam cũng cho biết, vụ cà rốt đông xuân 2022-2023, doanh nghiệp có thể xuất khẩu được 40 container cà rốt, tương đương với hơn 1.000 tấn. Với kinh nghiệm nhiều năm canh tác tại vùng chuyên canh rau màu, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngành nông nghiệp địa phương cũng như các hợp tác xã sản xuất trực tiếp, chất lượng củ cà rốt của Hải Dương luôn được duy trì ổn định và được thị trường nhập khẩu tin tưởng, nhận được những phản hồi tích cực từ đối tác nhập khẩu. Nắm bắt được tiềm năng và cơ hội xuất khẩu cà rốt, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sơ chế, chế biến cà rốt. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ theo dõi phần trao đổi tiếp theo của phóng viên Kết nối thị trường với đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu cà rốt. Trước tiên xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa ông cho biết rằng là doanh nghiệp của chúng ta hiện nay thì đang xuất khẩu cà rốt đến những thị trường như thế nào và sản lượng ra sao ạ? Củ cà rốt này thì chủ yếu là xuất đi sang thị trường Đông Á như là Hàn Quốc, châu Á thì có những cái nước xung quanh nước ta như là Malaysia, Thái Lan. Còn đâu thị trường Trung Đông thì nó có Ả Rập Xê Út hoặc là Dubai. Cái số lượng thì bây giờ như là doanh nghiệp của mình dự kiến thì nó rơi vào tầm khoảng độ 300-400 tấn. Chắc hẳn là mỗi một thị trường thì họ sẽ có những cái yêu cầu khác nhau về tiêu chuẩn của củ cà rốt ạ. Vậy thì ông có thể giới thiệu rõ hơn được không ạ? Ví dụ như thị trường ở Hàn Quốc thì họ đòi hỏi là cái size nó phải lớn. Ví dụ như là size 2L thì nó phải từ 250g cho đến 350g. Mà 3N thì từ 350g đến 450g. Nhưng cũng như là thị trường Trung Đông thì họ này chỉ đòi hỏi là cái size là từ 100 đến 180kg thôi. Ví dụ thị trường Thái Lan thì họ đòi hỏi là một từ cái size là khoảng 180g đến 220g. Rõ ràng là chúng ta có rất là nhiều tiềm năng để sản xuất cũng như là xuất khẩu cà rốt. Vậy tại sao có những thời điểm cà rốt ở nước ngoài, cụ thể là ở ngay bên Trung Quốc vẫn tràn vào nước ta? Lý do là vì sao ạ? Mình chưa có một cái định hướng về cái thị trường rõ ràng. Ví dụ chẳng hạn như sản lượng của tháng 2, 2023 thì chúng ta phải đạt sản lượng là 3.000 tấn trên một tháng hoặc là trên một tuần. Thì chúng ta cứ thế là chúng ta xuất sang thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu ổn định. Nhưng đây chúng ta có khả năng là không tạo được những cái sản lượng ổn định để cung cấp cho thị trường nội địa cũng như nước ngoài. Nên là lúc nhiều lúc ít, nên ra là tạo ra cái thị trường bấp bênh không ổn định. Nên làm cho nước bạn bắt được những cái thời điểm này, đâm ra là mình, đây là mình cái yếu thế của mình. Với như doanh nghiệp của mình thì mình mong muốn là làm sao xây dựng được nhà máy với diện tích là tầm khoảng độ 20-30.000 m2, và cái kho dự trữ sau thu hoạch phải đạt được tầm khoảng độ 1-2.000 tấn để ổn định cho xuất khẩu cũng như là bán trong nước. Ví dụ chẳng hạn như là trong nước đang thiếu cái nhu cầu tiêu thụ thì mình lấy cái sản lượng đấy ra để bù đắp cái thiếu đấy thì mới cân bằng được giá thị trường và tạo cho thị trường sẽ ổn định hơn. Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Thưa quý vị, như chia sẻ của vị đại diện doanh nghiệp vừa rồi, rõ ràng là nước ta có tiềm năng xuất khẩu cà rốt, thế nhưng phần lớn các cơ sở chế biến có công suất hạn chế, đặc biệt là việc đầu tư kho lạnh bảo quản cà rốt còn gặp nhiều khó khăn, không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ. Vì thế, có nhiều thời điểm cà rốt của Trung Quốc vẫn tràn lan vào cạnh tranh trực tiếp với cà rốt trong nước, khiến cho nông dân chịu thiệt thòi. Và hiện tại, tranh thủ giá thu mua cà rốt đang có chiều hướng tăng lên, đạt khoảng 8,5 đến 9 triệu đồng một sào. Nông dân Hải Dương đang tranh thủ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Dự kiến từ nay cho đến cuối tháng, phần lớn cà rốt sẽ được thu hoạch xong. Hy vọng là tình hình xuất khẩu sẽ tiếp tục thuận lợi và nông dân sẽ có một vụ cà rốt thắng lợi. Tới đây, chương trình Kết nối thị trường cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.